薪酬很重，快起来，因为特别顶。如果你都生在外呢，那美国会发现你为啥？发现你真的关照呀？发现你影响到email các kiểu, file email, đây trạng thái điện thoại này, email, file, đây file email nhá, nó sẽ mất sóng nếu bạn không có cái này. Đấy, bây giờ tôi sẽ bạn quay gấp nhá, đây của con máy Redmi 9A, bây giờ tôi sẽ tắt nguồn này. Rồi, nó mốt xong này ta có thể thả tay nhé. Bây giờ ta sẽ chọn vào backup NVRAM đây. Backup ROM này bạn vào đây nhé. Up NVRAM này. Đấy, ta sẽ để vào lưu thì cũng. Bây giờ ta để ở đây. Ghi là NVRAM Redmi 9A nhé. Redmi 9A này. Ấn save vào. Bây giờ các bạn đợi. Xong, nó server đây, lưu file server đây. Đấy, bây giờ ta có thể reboot máy sẽ lên bình thường nhé. Vừa rồi mình vừa giúp bạn là cách backup file NVRAM của quả máy Redmi 9A. Chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.